chân nhà rồi đập đầu vào ban công. Đập đầu vào ban công. Và cái thí sinh này rất là hỏi chấm. Và hôm nay thí sinh này rất là hỏi chấm. Đây. Ông đánh vào biểu diễn piano một bài nghiêm chỉnh đi. Bông biểu diễn một bài piano nghiêm chỉnh đi. Em không biết hát bài này đâu. Bông. Em hát bài khác. Bài khác. Bài chế. Bông biểu diễn một bài piano nghiêm chỉnh đi đã rồi ra hát là chế. Nghiêm chỉnh. Bài Merry Christmas. Không. Bài nuôi cháu chơi ấy. Bài bầu trời xanh nghe là lớp chúng mình đoàn kết. Không, bài này em chưa bài chưa học nhưng mà khó. Bài vấp, hơi vấp. Thôi, cháu cứ biểu diễn đi. Bài nào cũng vấp. Ê, kiểu em đang ngồi ở đấy chỉ giới thiệu nha. Không, kệ, đánh luôn. Tiring, tiring, tiring. Sau đây là thí sinh. Họ chống. Họ chống. Kẻ đứng lùi ra, kẻ đứng lùi ra cho bông biểu diễn piano. Bông biểu diễn piano đi. Thank you.
chương trình ấy là vào đây là thì là em xin được bước ra chứ. Ừ, bây giờ vào đây là chương trình ai béo nhất trong nhà. Thí sinh Bông biểu diễn vừa bài vừa rồi đi. Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng xin mời đứng dậy và xem. Rồi. Nhạc và lời là Nguyễn Văn Quỳ soạn cho piano là Lê Dũng, là